Nay mình sẽ làm cái video về tóp mỡ chiên mắm tỏi ớt nhé. Để làm cái tóp mỡ chiên mắm tỏi ớt này, trước tiên là các bạn tóp mỡ các bạn chuẩn bị cho mình là những cái miếng mỡ heo này. Các bạn có thể bỏ bì nhé, hoặc là không bỏ bì. Nếu mà sợ bắn thì nên bỏ bì, còn không thì để cả bì này thì ăn nó sẽ giòn hơn. Và trước khi nấu thì các bạn áp tóp mỡ thì các bạn phải trần tóp mỡ qua với nước nóng và một chút muối cho tóp mỡ chúng ta sạch. Và bây giờ mình sẽ đi thái và mình đi áp tóp mỡ. Các bạn không thái dày quá nhé, cũng không thái mỏng quá nhé. Ở đây mình sẽ là chiên với mắm tỏi ớt, cho nên mình sẽ phải chuẩn bị tỏi ớt. Và trước khi chiên thì các bạn cái phần tỏi, phần hành tím này, phần ớt này, các bạn có thể đi nướng qua cho nó thơm hoặc là rang qua cho nó thơm, sau đó mình sẽ phải giã. Giã để cho thật nhuyễn mà. Các bạn cứ thái như vậy đến hết nhé. Phần mỡ thì các bạn lưu ý cho mình là mỡ là phải là mỡ gáy lợn hoặc là mỡ khổ nhá, thì ăn nó mới giòn, nó mới ngon ạ. Đừng dùng cái phần mỡ mỡ bèo ấy, nó sẽ không ngon ạ. Nó dễ ra nước hết, nó không còn tóp nữa. Cứ thái tương tự như vậy đến hết nhé. Cái này bây giờ mình khi thái xong này rồi, mình sẽ mang ra một cái chảo mình đã chuẩn bị sẵn, chảo nóng mình sẽ áp luôn nhé. Các bạn chuẩn bị một cái chảo nóng như này, các bạn cho mỡ vào các bạn áp. Các bạn cho lửa nhỏ nhé, vì nó có bì cho nên cho lửa nhỏ, không là nó sẽ bị chậm dầu. Mình cho lửa nhỏ thôi để mình áp, nó sẽ bắn dầu. Và nếu mà mình thấy nó bị lổ thì các mình lại đậy một cái vung hé lại để cho nó không bắn vào mặt mình, và thỉnh thoảng mình bạc. Ở đây là khoảng 600 g tóp mỡ các bạn, 600 g mỡ heo ấy, mình áp thành tóp thì được khoảng 200 g tóp. Trong khi chờ đợi tóp mỡ được thì mình làm nước sốt để mình nấu với cả tóp mỡ nhé. Đây phần là hành tím, phần là tỏi, phần ớt các bạn đi rang cho thơm hoặc là giã, hoặc là nướng cho thơm như này nhé. Sau đó các bạn giã cho mình, giã thật nhỏ cho mình. Ớt thì mình cho một quả thôi, các bạn có thể cho nhiều ớt hơn. Tí nữa mình cần dùng ớt bột và tương ớt nữa, cho nên mình chỉ dùng một quả ớt thôi. Vài dép tỏi và một củ hành tím. Rồi bây giờ mình lấy cái này ra để mình pha cái hỗn hợp nước sốt, để tí nữa mình chiên tóp mỡ chiên xong mình sẽ đun cùng. Bây giờ mình sẽ lấy cái hỗn hợp mà mình vừa bạn giã giã nhỏ đi nhé, cho ra. Bây giờ mình pha này. Trước tiên là tương ớt. Các bạn cho mình một thìa tương ớt vào nhé. Một thìa cà phê đầy tương ớt. Nước lọc, các bạn cho mình 2 thìa cà phê. Ớt bột. Tùy theo các bạn ăn cay đến mức nào các bạn cho nhé. Ở đây mình cũng chỉ cho khoảng 1 thìa cà phê đầy thôi. Bột ngọt cho 1/2 thìa cà phê. Giấm ngạo các bạn cho mình 2 thìa cà phê.
Đây giấm gạo đấy ạ. Các bạn có thể thay giấm gạo bằng nước me nhé, nước cốt me. Đường các bạn cho mình 2 thìa cà phê. Nước mắm thì mình cho nhiều hơn một chút. Nước mắm thì các bạn cho mình khoảng 4 thìa cà phê nước mắm. Bây giờ mình hòa cái hỗn hợp này lại. Là mình đã có cái hỗn hợp để tí nữa mình làm tóp mỡ chiên nước mắm tỏi ớt rồi. Nó có ớt tươi, ớt bột cho nên ăn rất là cay, các bạn lại cả tương ớt nữa. Tương ớt thì tạo độ sánh cho món ăn của chúng ta. Về đợi nha, đợi tóc mỡ chiên xong thì mình đi làm thôi. Bây giờ đến cái phần tóc mỡ nhá các bạn nhé. Khi mình áp mình phải hể vinh vung một chút như thế này để cho nó sẽ không bị bắn dầu, và có vẫn có hơi nước thoát ra thì nó sẽ không bị nước ngập xuống dưới làm cho bị bắn. Bây giờ mình đã tắt bếp, vừa tắt bếp một chút rồi để cho nó không nóng quá, không bị bắn cái bì nhá. Mình dán tóp mỡ kỹ một chút nhưng không phải là quá kỹ ạ, để cho tóp mỡ của chúng ta vừa giữ được độ giòn mà không bị khô quá. Đây các bạn nhìn thấy không, rất là ngon ạ. Vì phần tóp mỡ này là ở cái chỗ phần thịt ba chỉ, cả phần sườn heo ấy, phần mỡ này, cho nên nó vẫn còn một chút thịt này, nhìn ăn rất là hấp dẫn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần mỡ này đi để lúc nào mà xào rau hay nấu gì mình nấu nhé. Mình chỉ lấy cái phần tóp mỡ này thôi ạ, để mình làm cái món này ạ. Khi mà dốc tóp mỡ ra rồi, bỏ tóp mỡ riêng và mỡ riêng, các bạn lấy cái chảo này luôn, các bạn cho cái hỗn hợp của lẫy vào. Các bạn đun một lúc ấy. Đun một lúc thì lửa vừa để cho nó keo lại, sau đó mình sẽ cho luôn tóp mỡ vào. Để keo lại thì mình mới cho tóp mỡ vào nhé, để cho nó không có nhiều hơi nước quá làm cho tóp mỡ của chúng ta bị ỉu. Đây phần tóp mỡ đây, mình tí nữa mình sẽ cho vào luôn. Cái phần tóp mỡ này ăn với cơm trắng này, ăn với ruốc, ăn với xôi đều rất là ngon các bạn ạ. Các bạn cứ thử làm mà xem. Nếu các bạn không ăn được mỡ thì các bạn thay đấy bằng thịt ba chỉ nhé, thì nó sẽ nhiều thịt hơn ấy. Đây các bạn nhìn thấy không, mình áp có cả bì cho nên nó rất là giòn. Mình sẽ ăn thử một miếng nó có khi mà chưa chín nhé. Rất là giòn, thơm ạ. Rồi, khi keo lại này rồi các bạn cho vào luôn. Đảo từ 1 đến 2 phút là được. Vì sao mình lại bảo là phải cho nó khô, khô thì mình mới cho vào, khô mới cho vào thì sẽ đảm bảo là không bị nước nhiều, mà không nước nhiều thì nó sẽ làm cho tóp không bị ỉu và ăn sẽ rất là giòn và ngon các bạn ạ. Này là được rồi đấy ạ, đảo thêm một chút nữa rồi mình cho ra đĩa và thưởng thức đấy ạ. Nếu các bạn thích ăn nhiều mắm ấy, nước mắm hơn ấy, thì các bạn có thể là tăng cái lượng nước và lượng mắm lên, và các bạn không để khô mà các bạn đã đổ vào nhé. Mình là mình thích ăn khô nên nhìn này nó sẽ rất là giòn và ngon ạ. Ăn luôn một miếng thử đã. Không thể chê được các bạn ạ. Giòn, ngon, thơm, cay ngọt đủ hết ạ. Để nguội các bạn cất vào trong cái hũ nha, và bạn để tủ lạnh dùng dần nhé. Đây là mình đã làm xong rồi đấy ạ.
hóc mỡ chiên nước mắm tỏi ớt ạ. Rất là thơm ngon ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.